rau cải gì nè, rau cải gì nè, rau húng cây vậy đó, tốt thì ghê không, mày cắt rau tốt nè, muốn người ta cắt, cắt rồi dục đó, dục lớp lớp bên kia đau khổ không hả? Thấy đau khổ không? Ừ đó. Nhà vườn nè, chủ vườn nè. Ủa má, trồng rau trồng cải nó cực. Cải cho em này nha. Ừ. Cải lại này là đem đi dục không á, bán ai cho ai không ai mua á. Đó, mấy anh lên trên Facebook coi coi, mạng miết đồ gì TikTok đồ coi nè. Thấy ghê không? Đất thì mênh mông. Rau cắt dục nè. Mướn người ta cắt dục nè.